Cách chọn size bóng rổ phù hợp với độ tuổi. Việc chọn bóng rổ đúng kích cỡ rất quan trọng để ngăn ngừa chấn thương và đảm bảo cho người chơi sẽ có được trải nghiệm tuyệt vời với bộ môn này. Bạn nên sử dụng bóng rổ size số 3 hoặc 4 cho độ tuổi từ 4 tới 8 tuổi, dùng size số 5 cho độ tuổi từ 9 tới 11 tuổi, dùng size số 6 cho nam từ 12 đến 14 tuổi và nữ từ 12 tuổi đổ lên. Bóng rổ số 7 sẽ dành cho nam từ 15 tuổi đổ lên.